cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ già từ tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm sương gió phương trời, âu yếm gửi tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai. Đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời, âu yếm gửi tình đi. Tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến xuân hồng ngày mai.